U23 Kuwait bị truyền thông chê tơi tả, U23 Việt Nam hãy cố thắng ngay trận đầu. Theo truyền thông Kuwait, dù chưa hội quân nhưng U23 nước này đang gặp nhiều khó khăn về đội hình lẫn phong độ. Đây là tín hiệu không thể lạc quan hơn với U23 Việt Nam và huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn hướng đến chiến thắng đầu tiên tại giải U23 châu Á 2024. Khó khăn chồng chất lần thứ 5 góp mặt ở sân chơi châu Á, U23 Việt Nam sẽ đá trận ra quân gặp U23 Kuwait vào 22:30 giờ Việt Nam, ngày 17 tháng 4 trên sân Sao Bin Abdulham, Qatar. So với hai đối thủ còn lại ở bảng D là U23 Uzbekistan và U23 Malaysia, Kuwait là đội kín tiếng và bị đánh giá thấp nhất. Trước đó, ở U23 châu Á năm 2022, U23 Kuwait nằm ở bảng B cùng U23 Iraq, Jordan và Úc nhưng thi đấu không tốt, là đội bị loại đầu tiên chỉ sau hai lượt đấu. Tờ Raya Wifan của Kuwait cho biết, liên đoàn bóng đá nước này cũng không đặt mục tiêu gì cho các cầu thủ ở giải đấu sắp tới. Nhận định đối thủ của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2024, Uzbekistan, Kuwait, Malaysia. U23 Kuwait là đội bị đánh giá yếu nhất tại bảng D U23 châu Á ngày 1 tháng 4. Huấn luyện viên của U23 Kuwait, Emilio Pesic đã công bố 26 cầu thủ dự giải U23 châu Á, tiền đạo Saman Anwadi, hai anh em Abdul Rahman, Ibrahim Kamil và hậu vệ Mohsen Fala đều có mặt. Họ là những cầu thủ nổi bật và đã cùng đội tuyển Kuwait thi đấu hai trận với Qatar vào tháng 3 ở vòng loại World Cup 2026, cả hai trận Kuwait đều thua. Hậu vệ Mahdi Dashi cũng được huấn luyện viên Emilio Pesic điện tình đến Qatar dù cho anh vẫn chưa khỏi hẳn chấn thương cổ chân. Sự vắng mặt đáng tiếc nhất của U23 Kuwait tại U23 châu Á 2024 là tiền vệ Benda Salama. Cầu thủ 21 tuổi bị gãy xương đòn và phải ngồi ngoài 2-3 tháng. Benda Salama được trang Transfermarkt định giá 400.000 euro là cầu thủ dưới 23 tuổi đắt giá nhất mà bóng đá Kuwait đang sở hữu. Chưa dừng lại ở đó, việc tập hợp các cầu thủ cũng là vấn đề với U23 Kuwait. Dự kiến ngày 9 tháng 4, U23 Kuwait sẽ lên đường đến Qatar dự U23 châu Á nhưng đến ngày 8 tháng 4, vòng 21 giải vô địch quốc gia nước này vẫn diễn ra. Hầu hết các cầu thủ U23 Kuwait đang thi đấu trong nước và các câu lạc bộ cũng từ chối nhả người sớm. Đích thân huấn luyện viên Emilio Pesic đã nhiều lần phàn nàn về vấn đề này nhưng mọi thứ vẫn không được giải quyết. Huấn luyện viên Emilio Pesic dẫn dắt U23 Kuwait từ năm 2022 nhưng không mang đến nhiều thành tích ấn tượng. Hàng thủ có vấn đề nhưng có lẽ phong độ mới là thứ khiến U23 Kuwait lo lắng nhất lúc này. Trong 12 trận mà huấn luyện viên Emilio Pesic nắm quyền, U23 Kuwait chỉ thắng 4 trận, 2 trong số đó đến từ các trận giao hữu. Lần gần nhất mà U23 Kuwait có được niềm vui là khi họ giành chiến thắng 3-0 trước đội U23 Macau vào tháng 9 năm 2023 ở vòng sơ loại của U23 châu Á 2024. Đáng chú ý, dù huấn luyện viên Emilio Pesic luôn chú trọng đến hàng thủ nhưng U23 Kuwait để thủng lưới 8-12 trận đó. Vị huấn luyện viên người Bồ Đào Nha cũng đang giữ kỷ lục thua đậm nhất lịch sử của bóng đá trẻ Kuwait khi cùng Olympic nước này thất bại 0-9 trước Olympic Hàn Quốc ở ASEAN 19. Đội hình tối ưu của U23 Việt Nam dự vòng chung kết U23 châu Á 2024 vào tháng 1 năm 2024. U23 Kuwait thi đấu thất vọng khi đấu giao hữu với U23 Thái Lan. Khi đó, các cầu thủ trẻ của Kuwait để thua 2-4 và ngay trong hiệp 1 họ đã thủng lưới đến 3 bàn. Lên đường sang Qatar ngày 9 tháng 4 có lẽ các cầu thủ của U23 Kuwait phải tập luyện ngay để tìm kiếm sự kết dính. Các cầu thủ không có nhiều thời gian để làm quen, phong độ của đội không tốt nên bài toán cho huấn luyện viên Emilio Pesic là rất khó, tờ Kuwait Press đánh giá. Huấn luyện viên Emilio Pesic cùng các cầu thủ trẻ của Kuwait, áo xanh, trải qua trận đấu khổ sở trước Olympic Hàn Quốc ở ASEAN 19, U23 châu Á sẽ là giải đấu lớn đầu tiên của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cùng U23 Việt Nam kể từ khi nắm quyền thay ông Chu Xi. Xét về thực lực, các đối thủ mà U23 Việt Nam đụng độ ở bảng D sẽ có sức mạnh tăng dần. Ở lượt đấu đầu tiên là U23 Kuwait ngày 17 tháng 4,
tiếp đó đó là U23 Malaysia ngày 20 tháng 4 và cuối cùng là đối thủ được đánh giá mạnh nhất bảng là U23 Uzbekistan ngày 23 tháng 4. Chính vì thế, U23 Kuwait có thể được xem là bài toán khá dễ với huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, giúp ông và các cầu thủ có đà tâm lý thuận lợi để hoàn thành tốt vòng bảng. Đặt mục tiêu vào tứ kết Liên đoàn bóng đá Kuwait, KFA, ngày 5 tháng 4 đã công bố danh sách 25 cầu thủ đội tuyển U23 đến Qatar dự vòng chung kết U23 châu Á năm nay. Theo KFA, huấn luyện viên Emilio Pesic đã chọn danh sách sơ bộ lần này và sẽ rút còn 23 cầu thủ chính thức một ngày trước khi giải khởi tranh. Đại diện lãnh đạo đội tuyển U23 Kuwait sẽ đến Doha, Qatar vào ngày 9. 4. Đội sẽ tập luyện ở sân vận động của Đại học Qatar. Trưởng đoàn của đội tuyển U23 Kuwait, Yara Al-Ateki, cho biết ông hy vọng đội sẽ thi đấu với phong độ thuyết phục và đạt được những gì mong muốn, trong đó mục tiêu đầu tiên là đoạt vé vào tứ kết. Nguyên Khoa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.